không, chị không phải người công giáo. Chị không phải người công giáo, chị đang để cho kiến tí là kiến chơi, đang giấu cho kiến chơi. Cho kiến chơi giống các bạn à? Thank you.
Ô, mấy cái cây này không chó à? Mẹ mấy cái bác hài này có khi mình nhặt vào rồi nó mới lên được chứ nhỉ mày nhỉ? Không, mình nhặt thì nó mới lên đó mẹ, chứ mình không nhặt nó cứ già không à. Chiều chiên đậu hũ đi, rồi thèm đậu hũ này. Chiều chiên đậu hũ thèm quá, mỗi tội mắm tôm hết rồi, chấm chấm nước tương. Mua gì mày? Ngồi thẳng lên kia. Chiều chiên đậu hũ cho chồng em ăn. Vắng động. Đó. Em ăn này. Đây là món. Đó. Đây là món váng đậu. Váng đậu hầm tôm. Thấy không? Mọi người biết món này không? Sườn hầm tôm váng đậu. Mọi người biết món này không? Đây là món váng đậu lá. Đó, mọi người biết món này không? Nguyễn Vân ơi, kiến thế này. Kiến dùng hộp này nè em. Kiến dùng gumi với cái này. Đó. Kiến dùng gumi với cả Smart Tapi. Cái này là đang nấu hoành thánh lá. Mới có 1 tuần. Ồ. Trời ơi, sợ. Không được, em đừng cho ăn nhiều quá, nó tốn tiền. Bây giờ em mới ăn nhé.
Không biết cái này dùng chưa? Không biết cái này dùng chưa nhé mấy bà? Ăn thử xem dùng chưa, dùng thì ăn. Ngon rồi. Này, hoành thánh lá đó mọi người. Cái này người Hoa người ta hay ăn cái này này mọi người. Ok. 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 Ừ. Ok, mở cho cô giáo cái kiếm, mở cho cô giáo. Cái gì đấy làm, con cứ để cái ghế đi mẹ làm cho. Mà học bài đi.
cái gì ở đây? À. Con nhờ con ghép quay đồ cho nó có cái gì. Nó ra lấy đồ cho cô giáo. Thì con lấy giùm nó. Harry Potter. Haven't you seen that movie before? No. Even on TV? No. You need to watch part of it because it's really good. And a lot of Americans know about Harry Potter. So you've never watched Harry Potter? No. Never? Is that how Australia? I'll show you. Bye-bye, Katya. It's Harry Potter. Kiếm cái kiến kia tìm được mấy câu quả rồi. Đâu nữa vậy? Tổng cộng mình có bao nhiêu quả kiếm? Đứng im, từ từ cho chụp hình, cho chụp hình. Đứng im, từ từ. Cầm cái này cho quay cái túi ra này, từ từ. Rồi. Mẹ đâu biết đâu, mẹ giấu sao con hỏi. Không, con nhớ, con đâu con nhớ, con quay lại mà. Kiến ơi, con bỏ cái áo khoác con lên ra đi. Nóng mà. Nhìn lại, nhìn lại. Well. Tự
Tôi ngồi tôi dòm nhưng mà bà có tìm được hết không? Tôi giấu cũng đơn giản lắm. You found one. Good. I have a charm. Yeah, fishing. Yeah. Không bao giờ kiếm nó để ngờ được có một quả trứng ở một nơi mà con không bao giờ nhìn ra. Mẹ không biết con gì mà chứ sao mà biết? Con phải tìm kỹ chỗ đấy vào. Ừ, chỗ đấy rất kỹ, phải kỹ mà. No. Can you look under there? Không, con phải sang bên này con đứng chứ, con lật lật vào vào chân bây giờ. Look around in this grass right here. Grass. Mẹ thả vào dùng con. Nếu mà lấy thêm chắc là lấy thêm 2-3 miếng. Yay. No, not yet. How many more are there? Kiến này. Nhìn mẹ con, cầm quả trứng lên. Vừa nãy con tìm mấy quả ở kia? Con hỏi mẹ, con phải đi tìm đi. Trong góc đấy con tìm mấy quả rồi? Một nơi trên bề mặt phẳng này con sẽ không bao giờ nhận ra là cái quả trứng ấy nằm ở đâu.
Có khi ở dưới một cái lá nào không? Look in the grass. You gotta look. Turn around. Look in the grass. Dig in the grass. There you go. Con phải tìm xem là cái gì nó đang phủ, che phủ. This is a good hiding place. Yeah. Watch where you're stepping. Look down in the ground. Tìm góc đấy chưa? Có tìm trong này chưa? Dạ rồi. Tìm được quả nào đây không? Dạ. Chưa tìm rồi. Cái gì? Con. Còn hai ba quả nữa. Còn hai ba quả nữa. Con tìm dưới chân con chưa? Đi đâu? Mẹ không cất ở chỗ con học bài đâu. You missed it. Keep looking, keep digging. Rất gần và rất xa. Rất gần và cũng rất xa. Con sờ con. Con sờ cự ly cách con một bước chân. Rất gần và rất xa. Lùi về đằng sau cự ly một bước chân thôi. Nó rất gần con rồi đó. Có một quả trứng nó rất rất gần con luôn, ở một cự ly cực kỳ gần. Con chưa tìm kỹ mà. Tiến thẳng về phía mẹ xem mà. Nhị tìm đi, tìm dưới đất đi. Yes, you're not looking. Keep going. Keep looking. No, look right down in front of you. You're not. Why are you not moving everything? Move the leaves. Move them. Pick them up. Pick up everything. Con này sợ dơ nên là nó không dám sờ xuống đất. Con có thấy cái lá khô không? Con lượt cái lá lên chưa? She knew where it was the whole time. Quả... Mẹ nghĩ là hình như còn. Còn một quả. How many were there? Thôi mình cứ vứt đây không trời. Không biết có vứt đây không trời. Hay có một quả thì trời. Con đếm ra bao nhiêu quả kiến?
14. Đủ rồi, 14 là đủ. Oh, 14 is all. You got it? Bây giờ tới lượt hai người chơi đi. Cô phải về. Đi tìm mẹ lý tóc. All right, I gotta go. Goodbye, happy Easter. Happy bye. Easter, bye bye, see you teacher. See you next time. Mai chơi với ấy con. See you Tuesday. Very good. I'm going to take this out to the car and I'll come right back, okay? What? Dạ. Con cam của mình ngọt, con bán cho nó. Dạ. Ngon lắm mẹ. Ninh dai ngon lắm. Cái xương nó đủ mềm chưa? Mềm lắm rồi. Chuyển đưa tôi cô, coi cô thành cái teacher đi. Cô giáo chơi nha. Đủ rồi mẹ. Vừa nãy nó có vẻ như cơm lượng mình nước. Vừa nãy nó bị kiểu mình linh mặn nó mới có thêm hai bát nước là ok. Đẹp ngon rồi. Xe thì thôi. Mày giữ con này. Đúng rồi. Đúng rồi. Bắt lại luôn. Đúng rồi. Bắt lại. Kiến vào cô giáo chờ xíu. Lắc như này. Vậy nó có đảo nó dính vô cái này. Ok. Cho cô, bởi vì cô nói cô khát nước. Cô khát nước. Để cái chanh đó để con được cúng nữa. À, thế con này đưa lon nước cho cô. Để cô uống bên ngoài, cô khát nước. Nóng con, không được. Đây không được, nóng lắm. Con chưa cái, con chưa rửa mẹ. Thank you, teacher. Hot, hot, very hot. Okay. Yeah. Thank you. The drink is for to go get the book, right? Okay. Thank you. Ready, hot, careful. Yes. Okay. Careful, ready, hot. Okay. I'll set it in front. Thank you. See you next week. Bye bye. See you next week. See you next week. Bye bye. Bà nội lấy cho cái chỗ kiến kìa. Yep. Rửa nấu chỗ kiến miếng nào. Thôi còn cái con dư lấy cho nó qua bát. Đây. Có tình đẩy nhiều. Để xong lúc nó là nhờ cái hàng nó bằng nữa thôi. Còn đi mẹ cho vào cái bát nhỏ cho chồng con đi, chiều chồng con bắn lên nào. Để hàng nhiều luôn, không mắt tính giấc nó lên. Không cho cái bát này mẹ. À, ừ, à, không lấy cái nước đó, nấu luôn cái miếng đó. Để xong đi hót lên. Muốn cho kiến ăn đặt đủ đi. Thế này thôi mẹ, kiến nó chăn rồi thế này, con biết. Thì cứ để đi, mình còn cả đống mà, múc cho nó đầy đi, cho nó no. Không cần nước nhiều, cho nó miếng bánh đi, nó ăn mà. Rồi cho nó con tôm. Rồi mình còn mà hồi lấy cái nước này nè. Bắt chắc cái nước này ra. Do cái nó lên, chắc lấy cái nước, cái bánh nấu cái hoành thánh nó lại. Rồi xong đổ hoành thánh ra, giờ cái này nó ăn nhiều lắm rồi. Thế thôi mẹ, nó được thiệt. Ngồi này con. Lấy cái muỗng nha con.
Hôm nay Kiến học giỏi không con? Dạ có. Ngoan nhé. Ý là ngon không? Ui cái đó con. Món này rất là ngon như Kiến. Cái món này Kiến có nhớ lúc mày đi gội đầu về á. Mày đi gội đầu cái tiệm bên kia. Xong rồi là mày thấy người ta bán mày không biết làm là món của con là nó không bao giờ quên con cái gì. Cái gì? Cái gì mà con sẵn cái con ngon nữa là lại để chứ. Thế là bà chê tôi bà kia. Không, con nấu đồ ăn, con nấu đồ ăn ghê lắm. Chê, con nấu đồ ăn ghê lắm. Ừ, con nấu đồ ăn cũng phải là ghê nhưng mà giống như là nó không là cũng là kỹ thuật cũng hay. Nó nấu được cho nó cái vị của con, ra không được cái vị của con. Tại vì con ăn kiểu đồ bát. Còn con Kiến nó ăn đồ hầm, mẹ hầm nó lúc nhỏ xong giờ nó cũng thích ăn đồ hầm thôi. Thì nó nấu đồ ăn cho con là nhất rồi. Thì nội nội nó ăn nhất, ok. Bởi vì là đấu nó ăn ngon. Ok. Nấu cho người ta ăn thì phải biết cái khẩu vị người ta, mà nấu theo khẩu vị của mình thì thôi rồi. Đúng rồi. Ok, đúng rồi, ok. Đúng không? Ok. Dạ. Yeah. Ok. Như bà nội thích ăn mặn mặn ngọt, nhiều khi con thích ăn á. Ăn thứ gì ăn đi cho tôi lại xoài nè. Chu chu cay cay. Ăn đi, ăn đi. Nó còn cái gì mình xong nữa ra đây. Cái gì này mỏng gì? Đấy là cái hoành thành lá con ạ. Nãy vì mẹ vừa quay clip. Thì lúc sụp máy, cái máy kia hết pin, chả lưu được clip này nữa. Hả? Nãy lúc mọi người kia mẹ ăn bát hành thánh này này. Ngon Kiến ha. Kiến ăn con tôm cho mẹ nha. Cho bị 90 nè, 90. Thế à? Cái hành thành lá ngon mày ha. Hành thành lá ngon thật đấy. Con hút nước đứng nước đi con. Mẹ hiểu rồi. Bánh của Kiến mẹ. Mẹ biết chuyện đấy nhưng mà có biết không, bên này cô giáo ấy, cô giáo dạy con một buổi 2 tiếng 100 đồng. Thì mẹ để tí con uống nốt. Mà bạn Nguyên học thì cũng phải trả thêm 100 đồng con hiểu không? Thì mẹ đâu phải là ba bạn Nguyên trả được đâu. Con hiểu không? Chứ không phải như cái kiểu là không phải mình như vậy mà mẹ mà ví dụ như ba bạn Nguyên là có một mình ba bạn Nguyên đôi đi làm kiếm tiền, ở đây là có mẹ có ba cùng làm, con hiểu không? Nên là mẹ cũng muốn lắm, vì mẹ đang nói nhờ ba con nói chuyện với cô giáo thôi, chứ còn mẹ cũng muốn bạn Nguyên sang đi học với con hiểu không? Nhưng mà cái này lúc này chưa được, từ từ, con hiểu không? Nên con cháu kêu là phải cho bạn con nói là bạn của con Téo qua đây, và ngày mai cô giáo nói là
Rồi con nói là con cho bạn con học chung được không? Có nghĩa là con hỏi là có thể cho con, bạn con học chung vô miễn phí vô luôn được không? Cô giáo nói là được. Nhưng mà... Chắc không? Con có biết chữ dùng từ chữ miễn phí là chữ gì không? Free. Gì? Free. Free. Không, ý mẹ nói là con nói liệu là cô giáo có hiểu chứ làm gì có chữ free với người nước ngoài, người nước ngoài ta phải trả đủ tiền con ạ. Con về con đọc tin nhắn của ba con với cô giáo mới xem. Cô giáo nói là thêm bạn ấy thì cũng thêm 100 đồng là 200 đồng cho một buổi đó. Chứ mẹ với cả bà nội cả ba đều muốn cho bạn Quyên sang học cùng con. Thứ nhất là vừa vui hai bạn cùng học. Ngày mai nhá, ngày mai bạn Quyên sang đây cả ngày này. Có làm dấu chứng nữa không? Hay chơi dấu quanh nhà? Để tôi dấu quanh nhà cho bà tìm. Để dấu xong rồi làm hư hết cái mẹ đứa con của bà nội đi nha. Mày làm sao đi, mày làm sao gãy hết cây của bà nội đi. Cho nội biết không? Hồi nãy mẹ dấu á. Sợ mặt ông mày. Làm con dứt luôn cả cỏ nội ra. Mẹ làm sao đi? Con với Nguyên là hơi mạnh bạo đó. Con xé rách luôn á. Là con như mất cả đống đóng tiền của ba một trăm mấy, một trăm mười mấy đồng để rớt lại cỏ đó. Nào rồi con cầm con tôm mà nhắc lên cho mẹ chụp hình một xin mẹ có hình con tôm mà. Đứa con không đang tôm mà. Tôm này to, nào quay con tôm ra chứ, quay mặt con tôm ra cơ. Con tôm mày ngon mà. Nó to quá à? Thế đưa mày ăn. Con tôm nó to quá nhưng nó rất là ngọt nước. Thế con uống nước đi đã. Không ăn rồi. Con để mày để hai cái con mặn, một cái còn không có ăn. Nhưng mà ở trong tủ có tôm nướng thì mẹ lấy tôm nướng cho Kiên nhé. Tối Kiên ăn ba con cụm tôm nướng ok chưa? Tối ăn cháo đi hả? Phải khỏi cắm cơm mẹ. Cháo vịt tối ăn nốt. Có rau cải mẹ, con có mang rau cải về. Không cần mẹ. Vâng, rau cải tí luộc lên. Vâng, à thôi đua tí nữa đi, ăn xong đi xong rồi bà cháu mình đi rượu ông Long hề. Thiếu mỗi giá thôi đúng không? Hôm nay thử thách qua đó quyết tâm không mua cái gì. Ủa cái gì? Hôm nay con sẽ thử qua đó. Con ăn xong đi rồi ba bà cháu mình đi chợ ông Long rồi mà. Con quyết tâm sẽ không mua cái gì. Rồi. Con chỉ mua đúng sinh tâm. Quyết tâm không mua cái gì. Mua đúng sinh khung mẹ. Con quyết tâm không mua cái gì. Con chỉ mua sinh khung thôi. Đúng rồi. Ui nó sôi cái gì mẹ. Chứ là một cái đồ làm bánh thôi mẹ. Đồ hồi như vậy đó bao nhiêu. Không làm được cái vườn nó bữa nào cái người ta lại đổ đất lỡ nó ok. Cái